Chiều ngày 15 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng với các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có cuộc họp thông qua ý tưởng quy hoạch khu kinh tế dịch vụ logistics hàng không công nghiệp công nghệ cao thành phố, hay còn gọi là khu kinh tế thành phố sân bay. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường nhấn mạnh, quy hoạch khu kinh tế dịch vụ logistics hàng không công nghiệp công nghệ cao mà trọng tâm là trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ là một trong 6 nội dung quan trọng của cơ chế đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ vừa được Quốc hội thông qua. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải được thực hiện một cách khẩn trương dựa trên ý tưởng sơ bộ đã quy hoạch theo tinh thần nghị quyết số 45 của Quốc hội nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Theo đó, khu thành phố sân bay được quy hoạch xung quanh vị trí cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thuộc địa bàn hai quận Bình Thủy, Ôn Môn và huyện Phong Điền. Diện tích quy hoạch hơn 10.000 ha gồm một số phân khu chức năng chính như khu vực hàng không dân dụng, trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, khu đô thị cao cấp, khu công nghiệp và các hoạt động phục vụ công nghiệp, khu đô thị đại học và khu đô thị hiện hữu. Về cơ bản, quy hoạch sơ bộ đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với Diện quy hoạch xây dựng miền Nam sớm bổ sung điều chỉnh cũng như hoàn thiện trình lãnh đạo thành phố tiếp tục thông qua.